Tử vi tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, 6 tháng cuối năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy, đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người tuổi Mậu Tuất là những người sống hết lòng vì bạn bè và những người thân xung quanh. Khi làm việc, họ luôn đặt lợi ích của tập thể lên trước cá nhân. Đó là lý do tại sao tuổi Mậu Tuất có nhiều bạn bè yêu quý. Bước sang năm 2021, tuổi Mậu Tuất chịu sự ảnh hưởng của Thái Tuế. Vì thế mà mệnh chủ luôn gặp đại hạn triền miên, tiểu nhân luôn rình rập, tiền bạc lần lượt đội nón ra đi, thậm chí dẫn đến bước đường tàn gia bại sản. Ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi của ông bà tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958. Ở video này, chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và chi tiết của tuổi Mậu Tuất trong nửa cuối năm 2021. Vận trình của tuổi Mậu Tuất trong từng tháng và đặc biệt là cách hóa giải vận hạn của mệnh chủ trong năm Tân Sửu, để quý vị và các bạn có một năm mới bình an, vận sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Xin mời mọi người hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan tử vi của ông bà tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Xem tử vi 6 tháng cuối năm 2021 cho thấy rằng do phạm cục diện hình Thái Tuế, nhân duyên trong năm của ông bà tuổi Mậu Tuất có phần ảm đạm, sẽ xảy ra mâu thuẫn, thị phi, tranh chấp với anh em, bạn bè. Thậm chí có ông bà còn hao hụt tài chính vì những thị phi không đáng. Ngoài ra, họa tiểu nhân trong thời gian này là khá lớn, ông bà tốt nhất nên cẩn trọng lời ăn, tiếng nói, cách hành xử, tránh sức họa vào thân. Vấn đề sức khỏe của ông bà cũng không được chủ quan. Vì vậy, để có thể hóa giải vận hạn và gặp nhiều may mắn, thì các chuyên gia phong thủy khuyên rằng ông bà tuổi Mậu Tuất hãy luôn mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài Thái Tuế. Pháp khí sẽ nghênh đón quý thần, hóa giải hung tinh, từ đó mang lại cát lành, may mắn, bình an cho ông bà trong năm 2021. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình của ông bà tuổi Mậu Tuất trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp và quan vận. Ông bà tuổi Mậu Tuất nếu vẫn còn đang làm việc, công việc thì trong thời gian này sẽ gặp nhiều trở ngại, khó đạt được thành quả như mong muốn. Khó khăn thường đến rất bất ngờ, khiến ông bà loay hoay tìm cách xoay sở, tốn rất nhiều công sức và thời gian. Ngoài ra trong thời điểm này còn có điểm tiểu nhân quấy phá, cạnh tranh tăng lên dẫn đến đấu đá hoặc loại trừ nội bộ. Mối quan hệ với đồng nghiệp gặp nhiều khúc mắc, dễ dàng phạm thị phi, tranh chấp. Vì thế làm gì ông bà tuổi Mậu Tuất cũng cần có phương án dự phòng, chú ý cách cư xử của mình để tránh bị phá hoại, dẫn đến thất bại. Đặc biệt, trong thời điểm này, các chuyên gia phong thủy còn khuyên ông bà hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất. Năng lực tam hợp khí ở phòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, chiêu tài lộc, chiêu cát lành và may mắn về cho ông bà. Đồng thời, khi mang vào tay bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ công việc, hành thông, phát triển, quan hệ công việc dần tốt đẹp hơn, tâm trạng cũng vì thế bớt tiêu cực. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tử vi ông bà tuổi Mậu Tuất nửa cuối năm 2021 cho thấy, kiếp tài hung thần mang theo điềm báo thất thoát tiền bạc,
hao tài tốn của khá nhiều trong thời gian này. Đa phần ông bà phải chi tiêu nhiều cho gia đình, anh em, họ hàng, bạn bè, chứ bản thân mình hầu như không có. Ngoài ra, họa thị phi đeo bám cũng hao tốn của ông bà một khoản không nhỏ. Thời điểm này cũng không thích hợp để ông bà tham gia vào các dự án bất động sản, không nên mua nhà hoặc đầu tư, nếu không nguy cơ mất tiền là rất lớn. Ông bà cũng cần chú ý sắp xếp thỏa đáng chuyện tiền bạc, bởi kiếm tiền thì khó, tiêu tiền rất dễ, nhất là ở độ tuổi này không có nhiều sự lựa chọn, nên lấy tích lũy làm trọng. Để có thể hóa giải các cục diện xấu thì các chuyên gia phong thủy khuyên ông bà tuổi Mậu Tuất hãy mang theo bên mình pháp khí của nhà Phật, Bát Bảo, Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp ông bà xua đuổi những hung tinh và vận hạn xấu ảnh hưởng đến công việc và con đường làm ăn. Đồng thời, pháp khí sẽ chiêu tài lộc, tăng may mắn, chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp sự nghiệp, việc kinh doanh, đầu tư được thuận lợi và phát triển rực rỡ. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Chuyện tình cảm trong 6 tháng cuối năm của ông bà có nhiều bấp bênh, sóng gió. Gia đạo bất ổn, vợ chồng thường xảy ra tranh cãi vì những vấn đề lớn nhỏ, khiến không khí gia đình nặng nề, ảnh hưởng tâm lý con cháu. Bà tuổi Mậu Tuất có phần cố chấp, nếu trường hợp còn gây hấn với nửa kia vì sự cực đoan và áp đặt của mình. Cho nên bà cần học cách mềm mỏng, bình tĩnh hơn để giữ gìn hạnh phúc của gia đình. Nếu bà không có cách xử lý thỏa đáng thì rất có thể sẽ rơi vào tình trạng chia ly, tan vỡ. Khi có bất cứ mâu thuẫn nào, dù lớn, dù nhỏ xảy ra, điều đầu tiên là hãy bao dung nhiều hơn. Vợ chồng cần thường xuyên bình tĩnh ngồi lại trò chuyện, trao đổi, tâm sự để cùng nhau tháo gỡ. Cũng có thể tổ chức những dịp kỷ niệm để hâm nóng tình cảm. Ngoài ra, trong thời gian này, ông bà tuổi Mậu Tuất hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất. Năng lực của tam hợp khí sẽ giúp ông bà đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, điện, nhân. Từ đó tăng cường vận khí, đem lại may mắn, sức khỏe, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ xung quanh ông bà. Đặc biệt, giúp gia đạo êm ấm. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tử vi 6 tháng cuối năm 2021 cho thấy sức khỏe của ông bà tuổi Mậu Tuất có nhiều điểm cần hết sức lưu ý. Dễ thấy nhất là có nhiều thời điểm ông bà dễ đau yếu, lâm bệnh, cản trở sinh hoạt, sẽ gặp phải các vấn đề về đường tiêu hóa hay tổn thương mô cơ, bệnh về tim mạch, mạch máu não. Ngoài ra, ông bà tuổi Mậu Tuất cũng nên đề phòng một số chấn thương, tai nạn do tác động từ bên ngoài. Tốt hơn nên cẩn thận đi đứng, tránh làm việc quá sức. Và để hóa giải được các tác động của hình thái tuế thì ông bà hãy sử dụng pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi và hóa giải phần hạn ảnh hưởng đến sức khỏe của ông bà. Đồng thời pháp khí cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ ông bà suốt một năm 2021. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của ông bà tuổi Mậu Tuất trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Sau đây, xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu hung cát từng tháng của ông bà qua phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất, tử vi tháng 7 âm lịch. Trong tháng 7 âm lịch, dù là tháng cô hồn, nhưng ông bà tuổi Mậu Tuất có thể được quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp, tìm ra lối thoát trong tình thế bế tắc. Nhưng tình hình sức khỏe vẫn chưa được cải thiện. Hung tinh chiếu mệnh từ tháng trước vẫn ảnh hưởng sang cả tháng này. Đặc biệt trong tháng cô hồn, ông bà nên chú ý đi lại thận trọng, lái xe chú ý an toàn, đề phòng tai nạn bất ngờ. Thứ hai, tử vi trong tháng 8 âm lịch. Tử hại mang điềm báo tiểu nhân khiến vận trình tháng 8 của ông bà tuổi Mậu Tuất gặp nhiều diễn biến phức tạp, nhiều khó khăn. Cho nên trong thời gian này, ông bà cần hành sự thận trọng, tiết chế cảm xúc, hạn chế cạnh tranh về tiền bạc, lợi ích hay quyền lực, kẻo tự rước thêm kẻ thù. Hơn nữa, thường ngày ông bà cũng là người có kỹ năng quản lý tài chính, nhưng lại sẽ mắc tật chủ quan, cứ tặc lưỡi là rút hầu bao không suy nghĩ, nên khó tránh khỏi sai lầm. Đặc biệt tháng này lại có hiện tượng phá tài, cho nên ông bà cần giữ túi tiền thật chặt. Thứ ba, tử vi tháng 9 âm lịch. Trong tháng 9 âm lịch, ông bà tuổi Mậu Tuất cần hết sức chú ý đến sức khỏe và sự an toàn của bản thân. Bởi cục diện hình thái tuế khiến tinh khí thất thường hơn,
dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi, thậm chí ẩu đả với người khác. Do đó, ông bà cần kiểm soát cảm xúc của bản thân, nếu không, người bị thương cuối cùng sẽ là chính mình. Hơn nữa, trạng thái tinh thần sa sút trong tháng cũng ảnh hưởng đến nhiều mặt của cuộc sống. Thái độ làm việc bề ngoài không hăng hái nên chất lượng khó đạt yêu cầu. Thứ tư, tử vi tháng 10 âm lịch. Nhìn chung đây là tháng khá yên ổn, ông bà tuổi Mậu Tuất sẽ không phải lo lắng nhiều. Công việc tiến hành đều đặn, đi đến kết quả cuối cùng. Đôi khi kết quả chưa thực sự ưng ý, nhưng ông bà cũng không quá khắt khe, nên tự nhủ lần sau cố gắng hơn là được. Ngoài ra, cách thức làm việc quyết định phần lớn tới kết quả công việc. Ông bà hãy thử thay đổi cách làm hiện tại, biết đâu nó sẽ mang tới nguồn cảm hứng hoàn toàn mới và giúp ông bà có được sự đột phá trong sự nghiệp. Ông bà cũng sẽ thấy trong tháng này mình có nhiều tham vọng, làm việc cũng chủ động. Mặc dù quá trình này có thể sẽ khó khăn và đòi hỏi nhiều nỗ lực, nhưng bù lại, năng lực của ông bà không ngừng được cải thiện. Tử vi tháng 11 âm lịch, vận trình của ông bà tuổi Mậu Tuất trong tháng này có dấu hiệu ổn định, công việc tiến triển đều đều, có quý nhân tương trợ. Trong tháng, các mối quan hệ xã giao duy trì ở mức hài hòa và có người giúp đỡ khi gặp khó khăn. Đồng nghiệp và cấp trên đều nhiệt tình tương trợ ông bà khi cần. Tuy nhiên, tài vận trong tháng không khởi sắc, nhu cầu chi tiêu lại tăng lên, việc tiêu tiền diễn ra thường xuyên dù mục đích không phải lúc nào cũng thực sự cần thiết. Cộng thêm thói quen mua sắm vô tội vạ chỉ khiến ông bà tự gây áp lực kinh tế cho chính mình. Tử vi tháng 12 âm lịch, vận trình tổng thể của ông bà tuổi Mậu Tuất tương đối ổn định trong tháng cuối năm. Sau cả một năm cố gắng vừa qua, thời điểm này ông bà cũng có thể tận hưởng được thành quả từ những nỗ lực trước đó của mình. Công việc tiến triển tốt, đúng tiến độ đề ra. Tuy nhiên, thời điểm năm hết Tết đến, vì quá bận rộn với khối lượng công việc khổng lồ, khó tránh lúc nhầm lẫn, thiếu sót. Ông bà làm việc phải thật tỉ mỉ và thận trọng mới không mắc sai lầm. Tài chính trong tháng cũng có dấu hiệu tăng lên, chủ yếu nhờ khoản lương thưởng cho sự chăm chỉ và cố gắng của ông bà trong cả năm. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu vận hạn của ông bà tuổi Mậu Tuất trong vận trình nửa cuối năm 2021 theo sáu hạn và lá số tử vi để có thể hiểu rõ hơn. Thứ nhất là sáu hạn của ông bà tuổi Mậu Tuất. Trong 6 tháng cuối năm 2021, ông bà tuổi Mậu Tuất có bị sao La Hầu chiếu mệnh, đặc biệt là ông, bởi La Hầu là hung tinh kỵ nhất với nam mạng. Sao La Hầu thường nên đến những điều không lành, sinh ra đến pháp luật, cử quan, gây khẩu thiệt thị phi, chuyện ốm phi, gây khẩu thiệt thị phi, bệnh tật, gây hao tổn tiền tài. Không những vậy, ông còn gặp hạn tam kheo. Khi gặp hạn tam kheo, ông nên đề phòng thương tật ở chân tay, đi xe cộ nên cẩn thận, cậu chú ý chứng phong thấp, bệnh xương khớp và chứng mỏi mắt hay mắt bị mờ. Bà tuổi Mậu Tuất cũng không may mắn hơn khi bị sao Kế Đô chiếu mệnh. Sau này thường đem lại tai nạn, hao tài tốn của, tăng khó, bệnh tật, thị phi, đau buồn, họa vô đơn chí, trong gia đình có việc không may. Ngoài ra trong thời gian này, bà còn gặp phải hạn thiên tinh. Khi gặp phải hạn thiên tinh, bà cần đề phòng ngộ độc, đi ra ngoài cẩn trọng, có thể gặp chuyện tai may, vạn gió, nên chú ý lời ăn, tiếng nói, kẻo vướng họa thị phi. Thứ hai, luận đúng các nhân vật sau tháng cuối năm 2021 theo lá số tử vi. Cung mệnh của ông bà tuổi Mậu Tuất trong thời gian này gồm có sao Thiên Đức mang quý nhân phù trợ, còn có Kình Dương và Quả Tú gây cô khắc về mặt cảm xúc, đề phòng tai nạn bất ngờ. Cùng tam hợp thì có các cát tinh Thiên Việt, Thiên Khôi, Hồng Loan, Đào Hoa, Nguyệt Đức, Thiên Trù báo hiệu vận quý nhân vượng, nhân duyên cát lành, có lộc ăn uống. Còn có các hung tinh Cô Thần, Thiên Không, Kiếp Sát, Hối Khí, Tử Phù gây trở ngại về tâm lý, gia đình có chuyện buồn khóc. Cuối cùng là cung xung chiếu gồm có các sao Tuần, Triệt, Quan Sách cản trở khá nhiều tới công việc và các phương diện khác. Vừa rồi quý vị và các bạn đang nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của ông bà tuổi Mậu Tuất
sinh năm 1958. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy luận giải. Để cảm nhận được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.